Liên Bộ Tài chính Bộ Công Thương vừa điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu hôm nay tăng từ 800 đến 880 đồng một lít. Sau điều chỉnh, giá xăng bán lẻ trong nước lập kỷ lục mới. Xăng E5 RON 92 là 31.110 đồng một lít, RON 95 vượt mốc 32.000 đồng một lít, lên mức 32.370 đồng một lít. Giữa hai kỳ điều hành giá xăng dầu từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 13 tháng 6 năm 2022, giá xăng RON 92 dùng pha chế xăng E5 RON 92 tăng 3,66% một thùng, giá xăng RON 95 tăng 1,84% một thùng, dầu diesel tăng 13,36% một thùng. Sau khi thực hiện điều chỉnh mức trích lập và chi sử dụng quỹ bình ổn, giá xăng dầu như sau: xăng E5 RON 92 tăng thêm 880 đồng là 31.110 đồng một lít, xăng RON 953 tăng 800 đồng lên mức 32.370 đồng một lít, dầu diesel tăng 2.630 đồng là 29.020 đồng một lít, dầu hỏa tăng 2.490 đồng là 27.830 đồng một lít. Riêng dầu mazut giảm 550 đồng một kg, còn 20.350 đồng một kg. Thị trường năng lượng được dự báo sẽ tiếp tục đối mặt với mức giá tăng cao trong thời gian tới, ít nhất là trong ngắn hạn. Chiều nay, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả công tác điều hành giá một số mặt hàng quan trọng thiết yếu 6 tháng đầu năm 2022 và định hướng 6 tháng cuối năm 2022. Bộ Công Thương cho biết, trong bối cảnh thế giới căng thẳng chiến sự giữa Nga và Ukraine đã tác động đến các mặt hàng nhiên liệu, trong đó có xăng dầu của Việt Nam. Tuy nhiên, dưới sự điều hành linh hoạt của chính phủ, nguồn cung xăng dầu trong nước vẫn bảo đảm, nhưng áp lực về nguồn cung hiện nay vẫn rất lớn, bởi hiện nhà máy lọc dầu Nghi Sơn vẫn chưa có kế hoạch bảo đảm nguồn cung. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh, Việt Nam vẫn đang chịu áp lực rất lớn từ diễn biến tình hình thế giới về nguồn cung xăng dầu, đề nghị các bộ ngành liên quan tiếp tục có giải pháp bình ổn giá xăng dầu, bảo đảm nguồn cung bằng việc chủ động các phương án nguồn cung trong nước và nhập khẩu, chỉ đạo nhà máy lọc dầu Nghi Sơn xây dựng kế hoạch bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong nước, cùng với đó là sử dụng quỹ bình ổn xăng dầu linh hoạt hiệu quả.